Xin chào, chào mừng tất cả anh chị, các nhà đầu tư và các bạn đã trở lại với kênh channel của mình nha. Hôm nay Thọ rất vui gặp lại tất cả các anh chị và các bạn. Cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn thời gian qua đã đăng ký ủng hộ kênh. Và để cập nhật tin bất động sản mới nhất, các anh chị vui lòng bấm nút đăng ký miễn phí và bấm chuông thông báo. Mọi ý kiến đóng góp và nhu cầu về bất động sản, anh chị hãy để lại dưới phần bình luận. Thọ xin chúc tất cả anh chị và các bạn và các nhà đầu tư có một ngày mới thật nhiều niềm vui và thật nhiều năng lượng luôn nha. Rồi, hôm nay em xin giới thiệu tất cả anh chị, các nhà đầu tư và tất cả các bạn một cái sản phẩm bất động sản nữa nha. Thì với sản phẩm bất động sản lần này, em xin đưa tất cả anh chị, các nhà đầu tư đến một địa điểm, đó là thuộc xã Long Thạnh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An nha tất cả anh chị. Và ngày hôm nay em sẽ giới thiệu cho tất cả anh chị một miếng đất có diện tích là 506 nha tất cả anh chị, 5.600 m² nha. Đó là diện tích tên giấy tờ nha các anh chị, 506 5.600 m². Lô đất này là đường xe hơi, xe du lịch 16 chỗ, xe tải là vô vi vu nha các anh chị. Đây là trên màn hình các anh chị, đây là cái mặt tiền của lô đất. Còn trên màn hình các anh chị, đây là có một cái con đường nhỏ đi vào mấy hộ gia đình cặp ranh cái lô đất nha các anh chị. Xung quanh thì có nhà cửa, dân cư ở cũng nhiều nha. Thì lô đất này có mặt tiền lộ xe hơi, xe du lịch 16 chỗ, xe tải là 47 m nhân vô 94 m nha các anh chị. Lô đất này nở hậu luôn, nở hậu 50 m. Thì một tí nữa em sẽ quét lên công ảnh cho tất cả anh chị xem rõ hình dạng lô đất và cũng như cho anh chị xem cái sổ lô đất luôn nha. Đất hiện tại là đang trồng lúa nha các anh chị. Và mục đích sử dụng của lô đất này là cũng là đất chuyên trồng lúa nước. Các anh chị khu vực Sài Gòn cũng đừng quá lo lắng về việc người Sài Gòn không thể đứng được đất canh tác nông nghiệp, đất lúa nước nha các anh chị. Vì cái vấn đề đất lúa nước này thì em có số anh chị sẽ hỗ trợ cũng như là tư vấn cho các anh chị có thể sở hữu và đứng được đất lúa nước nha các anh chị. Đây là có một cái con đường đi ra cặp bên hông của lô đất nha các anh chị. Lô đất này mặt tiền, em xin nhắc lại nha, mặt tiền là 47 m nhân vô 94 m, nợ hộ là 50 m nha các anh chị. Đất này, lô đất này cách quốc lộ N2 chỉ có 400 m thôi nha các anh chị. Còn cách trung tâm Thạnh Hóa là khoảng 7,5 km. Thì địa phận của Long Thạnh, Thủ Thừa, Long An thì nó giáp ranh với huyện Thạnh Hóa nha các anh chị. Xã Long Thạnh là giáp ranh với Thạnh Hóa nha. Thì các anh chị khu vực Sài Gòn về xem sở hữu lô đất này. Đối với các anh chị khu vực của thị trấn Đức Hòa giáp ranh Sài Gòn á, thì chạy về tới đất khoảng 31 km thôi nha. Còn các anh chị bên cánh Nguyễn Văn Linh thì mình đi vòng qua nó hơi xa hơn tí nha các anh chị, cũng hơn 50 cây. Nếu các anh chị bên cánh Nguyễn Văn Linh á, muốn về xem sở hữu lô đất này thì các anh chị cứ về theo quốc lộ 1A nha, qua cầu Bến Lức khoảng 5 đến 6 km là bên tay phải có con lộ tên là DT-833, mình chạy thẳng luôn là nó sẽ đâm ra quốc lộ N2 ngay chỗ chợ Tân Lập nha các anh chị. Thì các anh chị chạy thẳng về tới đầu lộ DT-833 là em có thể dẫn cho các anh chị xem đất được nha. Chỗ vị trí tiếp giáp giữa quốc lộ N2 với DT-833 nha tất cả anh chị. Còn các anh chị khu vực Sài Gòn mà giáp ranh của thị trấn Đức Hòa thì mình cứ đi theo quốc lộ N2 nha tất cả anh chị, chạy thẳng về luôn, về tới đầu lộ DT-833, chỗ tiếp giáp giữa N2 và DT-833 nha, là em cũng có thể dẫn cho tất cả anh chị xem đất được. Lô đất như thế này là cực kỳ đẹp nha tất cả anh chị, cực kỳ VIP luôn. Thì trên giấy tờ là 5.600 m², nhưng diện tích thực tế nếu mình đo lại nó sẽ giảm lại nha các anh chị. Thì mình sẽ đo đạt theo tài nguyên môi trường nha. Thì trên màn hình các anh chị đây là cái hình dạng lô đất đó, mặt tiền nó là 47 m nhân vô là 94m, nợ hậu là 50m nha. Em quét lên không ảnh mang tính chất tương đối thôi nha các anh chị. Và em không để cho các anh chị các nhà đầu tư đợi lâu. Em xin cập nhật giá bán chính chủ lô đất này luôn. Thì với diện tích 5.600m2 theo đo đạc thực tế của Tài nguyên Môi trường thì chủ sẽ bán với giá là 500 triệu trên 1.000m2 nha các anh chị. 500 triệu trên 1.000m2. Và giá như thế này thì các anh chị sẽ được gặp chính chủ nha. 500 triệu thật là còn thương lượng nha các anh chị. Giá chính chủ nha. Thì trên màn hình các anh chị, đây là cái sổ lô đất nha. 5.654m2 á, đất chuyên trồng lúa nước. Thì lô đất này nếu đo đạc thì cũng khoảng 4 công mấy 5 công thôi nha các anh chị. Nó sẽ giảm, lý do là cái con lộ này là sổ này là sổ cũ, nếu mình đo đạc là nó sẽ giảm lại nha. Nên các anh chị cứ cân nhắc về túi tiền, cảm thấy ưng ý thì cứ alo qua anh em nha. Cách quốc lộ N2 rất là gần luôn, chỉ có 400m thôi nha các anh chị. Mình sở hữu lô đất này, sau này lộ sẽ nới rộng ra mà làm kho xưởng là ok luôn đó. Đây là hướng Tây, hướng của lô đất nha các anh chị. Các anh chị nào có hướng phong thủy phù hợp vào hướng Tây, mình mua sở hữu là sẽ ok luôn. Nó sẽ đem đến cho các anh chị các nhà đầu tư sự may mắn cũng như là tài lộc đến bản thân và gia đình luôn nha. Và đây khoảng cách từ vị trí lô đất ra tới quốc lộ N2 là chỉ có 438m thôi nha các anh chị. Rất là đẹp luôn. Lô đất cực kỳ đẹp nha các anh chị. Còn đây là vị trí từ vị trí lô đất ra về tới trung tâm Thạnh Hóa khoảng 7,5 km nha. Em xin nhắc lại nha, các anh chị khu vực Sài Gòn nếu mà giáp ranh thị trấn Đức Hòa về khoảng 32 km thôi nha. Em lấy mốc giáp ranh nha các anh chị. Còn các anh chị nào á ở trung tâm thì mình cứ cộng vô mình tính nha các anh chị. Thì các anh chị cảm thấy ưng ý thì cứ liên hệ qua anh em nha. Liên hệ vào số điện thoại 0828367167, gặp em là Huỳnh Thọ nha các anh chị. Em sẽ tư vấn cho các anh chị những sản phẩm bất động sản phù hợp vào túi tiền, phù hợp vào hướng và phù hợp vào phong thủy luôn nha. Và các anh chị đừng quên bấm nút like và đăng ký ủng hộ kênh để cập nhật những video mới nhất về bất động sản. Biết đâu đó các anh chị sẽ tìm được những sản phẩm bất động sản thật ý. Chúc cho các anh chị và các bạn các nhà đầu tư sở hữu những sản phẩm bất động sản thật đẹp, thật VIP và với giá tốt nhất thị trường nha. Em cảm ơn tất cả anh chị rất là nhiều. Và lời cuối cùng xin chúc tất cả các anh chị, các nhà đầu tư cùng với tất cả các đồng nghiệp trên khắp mọi miền đất nước lời chúc sức khỏe và vạn sự thành công. Cảm ơn tất cả các anh chị đã lắng nghe video. Hẹn gặp lại tất cả các anh chị những video tiếp theo và xin chào tất cả các anh chị.